Dễ không? Dễ làm. Nào dạ, xin tặng anh công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư công luôn. Trời ơi con. Để ngày mai à, xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi. Hay quá, sọt quá. Chị là chị kích kết em rồi đó. Dạ. Dụ mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai MC hai công đất là thấy ngon. Tươi. Có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời ba mẹ. Cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết. Ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh. Tại vì có ba mẹ của em mới có em. Nên anh sẽ quý trọng ba mẹ của em. Nói nghe. Thế bây giờ thì Nam Thư và Quỳ Linh sẽ mời từng cặp đôi ra để mình xem họ có hợp với nhau hay không. Quan trọng họ bấm nút hay không thôi. Đúng, quan trọng. Anh với em cá là cặp em mát tay lắm á nha. Nói chung em cũng mát tay. Thường mấy người ế đó là mai mát tay lắm. Rồi, bây giờ ta sẽ gặp chàng trai cô gái để xem họ có những suy nghĩ thế nào và họ có bấm nút hẹn hò không. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Tặng anh công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Hợp lý. Xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi. Mai tôi nghĩ quay bạn mối họ đi công chứng trước đó. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Mời bạn Nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn. Dạ, không? Em xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào em. Dạ. Ngồi 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 đi tự nhiên. Dạ, em xin chào MC Nam Thư và khán giả. Em tên là Dương Văn Tiến. Em ở Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu á. Đất Đỏ hả? Dạ. Rồi. Ê, đồng hương em nè. Em nhiêu tuổi? Dạ, em 31 tuổi anh Linh. Em làm nghề gì? Dạ, với quê hương em là làm chuyên về nông nghiệp anh Linh. Nhà em được mấy công? Ở dưới em là tính hecta không mà ở dưới em được 1 hecta 5 á. Dạ, là ở dưới kêu là mẫu rử anh Linh. Mẫu rử á. À, dạ. Mẫu rử tức là khoảng 15.000 m². Dạ đúng rồi anh. Đúng không ta? Dạ đúng. Chúc mừng em. Dạ. Anh ở đây có 200 m mà muốn chết luôn. Không mà giờ dễ làm anh Linh. Dễ không? Dễ làm. Nào, giờ tặng anh công được không? Dạ được. Tặng cho chị Nam Thư công luôn. Trời ơi con. Ê hứa nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Đất Đỏ tôi biết à. Khoan nha. Bây giờ mình khoan nói chuyện như này tặng ra. Mình nghe bạn gái giới thiệu rồi mình tính tới cái vụ tặng tặng nè. Mời bạn. Dạ em xin chào chị Nam Thư. Chào anh Quyền Linh. Chào anh trai bên kia cùng toàn thể dạ, tất cả quý vị. Anh chào em. Dạ anh chào em. Dạ. Em tên là Ngô Thị Cẩm Thu ạ. À. Năm nay em 24 tuổi. À, hiện em đang là dược sĩ sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Wow. À, đồng hương hả chị? Đồng hương. Rồi đợi xíu để qua coi ai tặng đất nè. Đất Đỏ. Đất Đỏ đúng không? Dạ quê hương chọn thì 6 chị. Rồi đồng hương. Giờ cho tôi cho nhiêu đây? Công không? Hơn công cũng được chị. Vậy là một chút là tặng vợ là nhiều hơn rồi nha. Dạ. Mình mai mối là người công rồi đúng không? Dạ. Méo tay có hứa nha. Có mai hứa mối mà. Là người công hả? Để ngày mai xuống dưới công chứng luôn. Trời ơi. Hay quá, sọt quá. Chị là chị kích kết em rồi đó. Dạ. Dụ mà nội vô chưa gì mà ập vô đưa cho hai MC hai công đất là thấy ngon. Tươi. Cô gái dược sĩ bên kia, cô có những ưu điểm khuyết điểm gì? Em có những nhược điểm là nhiều khi là trong vài trường hợp thì em hay suy nghĩ cho người khác quá nhiều, dẫn đến là hay thiệt thòi về bản thân xí. Em khá là hoạt bát, thân thiện vui vẻ, cho nên các cô các bác ngoài chợ thì chấm em làm đối tượng cháu dâu con dâu hơi nhiều, nhưng mà thấy phụ huynh thôi, còn học sinh thì không thấy ai ra hết, cho nên mới ế tới giờ ạ. Dạ, với lại thì em có một cái tinh thần văn nghệ rất là khủng khiếp. Rồi, hát cái cho nó sung ra nào. Hát đi. Dạ, anh ơi, một hồi nữa em gặp bạn anh trai bên đó thì em hát một đoạn rap ngắn được không ạ? Được. Rồi, khi nào kéo rào dạ, đúng rồi. Rồi. Nha. Còn bạn Nam nè. Dạ, ưu điểm của em là không có hút thuốc, không có nhậu cờ bạc gì hết chị. Khuyết điểm của em là sợ đám đông. Em có một cái ưu điểm rất tuyệt vời luôn. Dạ, cái gì anh Linh? Ga lăng. Mới gặp anh với Nam Thư tặng người công rồi đó. Rồi kêu đi công chứng nữa. Dạ. Chứ là em không biết hát nhưng mà em có sức khỏe tốt, em có thể hít đất rồi được á anh Linh. Tự động hít đất luôn hả? Dạ. Rồi làm liền được mấy chục cái liền em. Nam Thư muốn nhiêu? Thì mấy trăm cái đó hít. Ôi trời ơi. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 11, 12, 13, 14,
15 16 17 18 19 20. Thôi ngừng rồi, ngừng. Dạ ngừng. Để em làm tiếp thì chẳng được ạ. Tao khỏe mà. Đó giờ mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đó giờ em có 2 mối tình. Chị, mối tình thứ nhất thì chia tay lâu, còn mối tình thứ hai thì mới chia tay được gần 2 năm chị. Đó hơn em tới 12 tuổi chị. Trời ơi. Với lại bạn gái của em thì hay nghe lời mẹ đó. Với lúc quen em cũng có tặng quà nhiều cho bạn gái lắm. Ôi tặng quà hả? Dạ. Món quà giá trị nhất mình tặng cho bạn gái là nhiêu rồi? Đậm dạ nhiêu? Lúc đó em mua dây chuyền á chị, với chiếc nhẫn luôn là khoảng 15 triệu chị. Trời ơi dữ luôn ta. Trời ơi sộp ghê không? Ga lăng ghê không? Ga lăng mà. Rồi rồi chia tay xong có đòi lại? Dạ không, em không có đòi quà chị ơi. Ờ đúng, mình đàn ông là vậy, chia tay dạ không đòi quà. Hỏi ra xem bạn gái coi trải qua mấy mối tình rồi. Ờ. Dạ em thì chưa có mối tình chính thức nào mà gọi là sâu đậm, mà chỉ có tìm hiểu nhau thì khoảng 1-2 tháng. Là không hợp thì không quen nữa à. Có nắm tay trai lần nào chưa em gái? Dạ có ạ. Có hôn lần nào chưa? Dạ có. Bây giờ nè, anh này sốt sắng, nó có công đất là sốt sắng lắm. Dạ. Trời ơi, trời linh. Em với anh tự nhiên lúc này. Bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái thế nào? Dạ mẫu bạn gái em thì hiền, với lại có công ăn chuyện làm ổn định giống như em là được rồi. Ừ. 1m55 đổ lên là được anh. Ồ dễ, phụ nữ là từ 55 trở lên nhiều. Trời em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ơi. Em nhưng em... mà nghe tiếng em thì anh thấy cũng dễ thương, chắc em cũng ok ạ. Ok. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Là lăng nhăng vậy thôi chứ hả? Để anh qua anh hỏi coi. Ồ chào em gái. Dễ thương chưa? Dễ thương này nha. Xinh xắn. Này chắc nó gặp nó tặng 2 công luôn á. Bây giờ em nghe anh đây nói em thấy làm sao? Dạ em thấy ảnh cũng khá là hiền, nhưng mà có một cái điểm là em cũng nghe rất là nghe lời ba mẹ, cho nên anh ráng làm sao lấy lòng được ba mẹ em là em chịu hết. Ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh, tại vì có ba mẹ của em mà mới có em, nên anh sẽ quý trọng ba mẹ của em. Nó nghe dạ. Ba gặp mặt tặng 2 công đức liền, 2 dạ bác 2 công, hiểu không? Hợp lý đúng không? Ê, nói hồi chắc nó tặng hết 1,5 luôn á. Không, cái đó là ruộng, còn mình làm rẫy có trồng mì nữa anh. Có trồng mì nữa hả? Dạ. Có mì nữa, mì là nhiêu mẫu? Mì của em là 3 mẫu lận. Trời ơi, đất còn nhiều, không sao không nhiều sao. Nhiều quá. Tặng anh thêm mẫu mì. Trời ơi, anh làm em cảm thấy anh mất mặt quá vậy anh Linh. Mất mặt quá. Thấy đất sao nó rần rần con người. Anh Linh, anh có thấy em với bạn gái này có điểm gì chung không? Nút ruồi. À. Trời ơi, nút ruồi này khó kiếm lắm nha. Đó giờ có ai có định kiến gì với nút ruồi của em chưa? Dạ có một bạn nam mà em tìm hiểu là bạn đó nói á, nếu mà cưới em về á là em phải xóa cái nút ruồi này. Ủa, tại vì bạn đó sợ mọc lông mà. Nhưng mà 20 mấy năm trời của em không mọc thì mắc mới gì là em lấy bạn đó về nó mọc mà bạn đó lại bắt em phá. Khoan, để hỏi bên đàn trai coi. Em có quan tâm gì tới mục ruồi không? Dạ không. Nếu mục ruồi nó có nhiều sợi lông. Dạ con không sao anh, dễ nó thương được. Dễ thương được không? Dạ. Được rồi đó. Được, được. Rồi, bây giờ thí dụ bà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bên đàn trai bước tới? Dạ nói chung là mình tìm hiểu hợp nhau thì em bao lâu cũng được. Bây giờ hỏi một câu nữa nè, em ghét điều gì ở đàn ông? Em không thích sự vô tâm và không có tôn trọng bạn gái của mình á. Em có quan tâm chăm sóc phụ nữ không? Dạ em quan tâm mình số 1 luôn anh. Thấy chưa? Trời, em lo cho bạn gái từ ly từ tí luôn á. Được không? Dạ được. Về có chuyện sổ đỏ cho bạn gái không? Dạ chuyển luôn anh. Ê cưng. Dạ. Nãy giờ chị nói vô á nha, chứ nói dạ chủ công đức về công chứng là thiệt nha, đừng phải nói chơi. Ê, nha. Mai okay, là ok ok. Chị với lại anh Linh về dính là có công chứng liền. Ok ok ok. Mai là nghỉ quay bạn mối họ đi công chứng trước cái đó. Rồi, hôm nay Thu đi với ai nè? Dạ em có đi với hai chị họ và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, xin chào. Trời ơi thấy không? Dạ em chào MC Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Thì qua thông tin của hai bạn thì em thấy anh trai bên đây thì cũng khá là dễ thương. Tuy là hơi nhút nhát một tí, có đôi chút ngược lại với bé Thu, tính cách của bé Thu. Tại vì bé hướng ngoại, bé năng động thì em nghĩ là nó cũng sẽ có sự bù trừ qua lại. Thì nếu mà hai bạn mà cho nhau cơ hội để mình hẹn gặp nhau, tìm hiểu sâu chương trình này thì em nghĩ là nó sẽ khá tốt. Nhưng mà em thấy anh dễ thương không? Dạ, em thấy bạn trai rất là hiền, rất là dễ thương. Theo em bấm nút không? Dạ, bấm nút đi Thu. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị dâu em ạ. Em là chị dâu của Tiến. Chị thấy bạn này được đó Tiến. Còn em phần Thu á, thì em khỏi phải lo đi. Chị là chị dâu của Tiến nè. Về làm dâu thì rất là ok luôn. Mẹ chồng chị là dễ số 1 luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là hai bên cũng có ý kiến khá tốt nha. Dạ. Bây giờ hai đứa gặp mặt cái coi. Mở rào.
Rồi, bắt đầu đi em. Xin chào anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho. Khoan, cái này. Cái này em có tặng cho chị Nam Thư với lại anh Quyền Linh. Anh Linh. Anh Linh. Trời. Tốt quá bạn. Ôi, cảm ơn cưng. Trời ơi, anh Linh ơi. Dạ, cái này em tặng cho anh Linh. Dạ, trong đây là bộ tượng Tứ Không. Nó có ý nghĩa là mình không nghe, không thấy, không nhìn với lại không làm những cái điều mà trái quấy trong cuộc sống á. Em mong mọi người thì tâm luôn an yên trong cuộc sống á, Sobo này. Hay quá. Dễ thương quá. Cảm ơn em nhiều nha. Này để cất vô công đất kia. Dạ anh thấy xem sao ạ? Anh thấy em xinh, dễ thương. Dạ anh có mấy người anh ha? Nhà anh thì có hai anh em, anh là nhỏ còn anh trai anh nữa. Em thì cũng có một anh, em là Út. Hôm nay mình gặp cũng như là cái duyên rồi, anh hy vọng là dạ mình sẽ bấm nút với nhau cho nhau cơ hội. Chưa gì vậy? Hỏi nhau à, quên nữa hồi nãy em có nói là sẽ tặng anh một bài rap ngắn. 3 giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng mấy người em phụ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người đang trên mây. Tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là sân diệu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em đang thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện em nói đâu phải ngày 1, ngày 2, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để anh remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp anh em lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại đây em nói nhỏ, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nói lên tiếng vớ vẩn cũng để em đem về nhà ôm mơ. Chuyện trò với anh cả đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà anh vẫn cứ làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa làm tim đứt phanh. Nhà anh có sao anh không ở mà lại di chuyển vào tim em. Anh có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi chứ sao cứ còn hoài tìm ai. Vòng tay em không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để ôm anh hay chỉ đến với anh thì việc gì với em cũng không ngại. Anh xin hết ạ. Rồi. Cái điều này là em nghĩ không những một công đất mà mấy mẫu đất là đi hết sạch. Sao không dài xuất sắc cho bạn. Xuất sắc. Em trai cảm nhận thế nào em trai? Ngoài sức tưởng tượng của em. Cho mấy công đất? Chắc phải cả mẫu luôn quá. Hey. Dạ. Anh hỏi, bây giờ em gặp ai cũng cho đất, nhưng mà đất là ai đứng tên vậy? Dạ em đứng tên. Thiệt không? Dạ, ừ, tại vì hồi đó em có làm, em mua thêm mớ nên em đứng tên. Trời ơi, đứng tên chắc quá. Anh rồi. Em có 1m5 mà. Không sao, em dễ thương mà. Dạ, dễ thương. Nhưng mà hai đứa mình hả? Mà vậy là vừa rồi, sinh con ra vừa. Trời em phải chuẩn bị cho đám cưới rồi. Tinh thần với lại vốn liếng cho đám cưới rồi. Còn hết luôn rồi hả? Dạ, bạn gái ok là chỉ về cưới thôi. Trời ơi, rồi em nghĩ sao về chuyện làm dâu hả bé Thu? Dạ, em thì dễ lắm chị, tại vì em khá là được lòng những người lớn tuổi á. Ừ. Cho nên là chị làm dâu với em thì em nghĩ là khá là dễ. Với lại nhà em thì không có làm dâu chị ơi. Mẹ em thì phụ chị, em bán suốt ngày à. Nên mình cưới nhau coi như là ở không có làm dâu. À, nói chung là đây rất là thuận lợi đó. Bây giờ mình chốt lại đi, mình nói gì đó nè. Mình nói đây trước khi mà mình quyết định tới cái ghế bấm nút nè. Rồi nếu mà cả thế giới này quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới đi yêu em. Thấy chưa anh Linh? Nói câu tôi muốn xỉu luôn rồi. Vậy là quá dữ luôn rồi đó. Mình sẽ để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy trung thực với cảm xúc của mình. Nếu mình cảm thấy người đó làm cho mình thật sự rung động, đó là một nửa của mình, thì các bạn hãy bấm nút. Còn không, không sao cả. Đừng tự lừa dối con tim của mình. Suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có mờ mắt gì đất nha. Nói gì nói, tình yêu phải là từ trái tim. Tình yêu không phải vì tủ thuốc nha. Dạ. Phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ mình có thể nói vui, nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động hay không. Ừ. Nào, chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Yeah. À. Rồi. Đây, mời bé, cô bé nè. Nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nè. Bạn Thu đã cho em cơ hội, em hứa với mọi người là em sẽ chăm chút bạn ấy đến trọn đời ạ. Không làm bạn ấy khổ, không làm bạn ấy khóc vậy em. Hay quá.
này nó có duyên ghê ta. Rồi không không xin rồi. Để thâu cho anh không cái nha. Dạ dạ đó trời, trời ơi. Đã ghê luôn á. Chị coi phim hôn nhau nhiều hơn nha. Dạ. Cụm đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nên cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton và máy nước nóng nhãn hiệu Atlantis tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. À, rất là dễ thương, không phải vì công đức đâu mà vì cái sự chân thật của bạn ấy. Rất là chân thành đúng không? Chân thành, rất chân là thật luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối với cặp đôi thứ hai. Chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mầm non đâu dạ. Có gắt gỏng được. Chị không có gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? À, anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? À, đúng rồi. Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Thôi nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. À, trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, chào MC em. Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai là gì? À, điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, với vẽ, cũng biết chơi thể thao ạ. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì mày hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. À dạ, điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em á thì là em cảm nhận riêng của mình á thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Ừ. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Ừ. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ.
Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 vậy là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không. Sao dạy mầm non dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không dám gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ là đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. À. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì biểu lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cơ? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học vậy đó. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc. Nha. Rồi, bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Tặng bạn trước. Tặng bạn trước. Em cũng có mình tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Và kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên dân thể thao mà. Đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên này. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Coi chừng cái mặt nha. Thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi khỏe rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trình. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi nghỉ luôn đi. Bây giờ mới gặp nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em?
Cảm nhận đầu tiên của em á, thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất, và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á, thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó, thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Tiếp xúc 3D, gửi 3D hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Em cũng men lắm à. Chứ không. Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi, là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Với chỗ ngủ nè. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản, chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, cô suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới luôn. Muốn thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương. Mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhìn tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên rồi. Hát hay à? Bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác coi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi. Rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa.
có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây, nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi, thì có cháu để chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên làm trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay gũ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi hay nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Xin phép được mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tích Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây khi nào? Lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Nhân Tài. Hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, mình làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Sắp xếp nhà cửa và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông, tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, ví dụ như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Tức là mình chỉ bực ở trong lòng thôi chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Rồi mời Tài. Tôi điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập. Môi trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó mà chia tay này, một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, ví dụ như em làm tháng nào cái cổ hay gũ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời ơi, tội nghiệp không? Trời ơi, tội nghiệp vậy trời.
đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp tới của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu hả Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Chị đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia nè, chung thủy với nhau. Đi thôi đó hả? Dạ em run quá. Giờ run dữ không? Dạ run run. Đi từ dạ, lúc dạ, ra chào nhà trai. Dạ. Sao run? Như hồi đó giờ không có ngậu trứng đông gì, ngậu trứng đông thì em ngại em run. Không run thiệt. Run thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay đăng nói này nói kia nó không có đúng sự thật á. Có bên đây không có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn, trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Không có, tôi là không có sống ảo, tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ, ví dụ như iPhone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa. Đó, chỉ có đó, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên đây có sống ảo không? Dạ không luôn. Không rồi. Có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn. Mấy triệu lận. Mấy triệu lận. Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu thôi, có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng? Cách đây tới 6 tháng nha anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quánh lộn á, cái một người thì có rượu một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô ông quánh ông kia hay gì, thấy nghiệp. Ông xỉn rượu nhỏ con quá, ông vô ông can. Can xong thục chỏ quánh ông kia, ông né trúng mặt em để mẹ gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên. Không có ai mùa này dịch giả không ai lên đâu, thôi thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai nữa đâu hỏi. Ờ đúng rồi, đâu có ai đi chung mò, quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt gung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt gung. Đó, bạn ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó. Muốn nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao đó anh, còn món quà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên. Giống như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. À. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không đồ của em mua này kia đó không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Yeah. Rất là thật luôn.
tuần gặp mấy lần, ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt là như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Nhưng mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi, mà ở dưới Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có tương đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em có cho em đi làm xa, cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. Em hỏi anh là ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cho mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa có quen nhau thì sau này ở đâu cũng được, ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó, còn có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn, chưa gì giao con cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. Dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại, tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là cặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Cái đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới... Em thì tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên mà cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công nhân tá anh, nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào, thoải mái vô. Anh hát tại đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời mắt ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à. Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À, em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói đi. Thích rồi đó. À. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Bây giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lượt nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bóc. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên này. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có ba ngón vậy hả? Nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ rung, tại vì em sợ còn bấm em rung thì hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Rồi, rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn mình. Rồi. Về Cần Thơ nha Tài. Dạ. Đúng quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sóc thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai. Tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hơi lắm á Trúc. Cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu hết. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi nồi, này, đi đi, quay quay quay. Rồi. Làm như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc, năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống rượu gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26-27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ. Ủa? Đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai. Dễ thương quá. Dễ thương. Hết quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi bên này. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quan Pi với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện. Nghiện là cứ rối ngày ôm chuyện đi đâu lòng đi đâu đọc vậy nè, này mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm. Cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu em mới hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học ngôn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại. Bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không em trai? Dạ, em thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhạt và nhạt phèo à. Hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa.
cái sau này khi em mà ra trường xong á thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết có em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái em bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi. Bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa? Chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Được tình duyên sao nói cho bà Mai bà nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cách lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa là một lần nữa xa đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi nên muốn nên đến đây thôi. Rồi. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết làm ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng, bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn đấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám nối hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn đấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ơi. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á. Mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút tính. Bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi tivi hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che là nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi, chứ thật sự ý là mình cách nói chuyện phong cách á. À phong cách á,
Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thẳng á. Tính mình rất là thẳng là luôn. Yếu tố hài hước này kia đó. À, hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhạt đó, lâu lâu là nó nói chuyện sọc lên vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do rồi. Sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc đó anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu hết. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai Trúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Dạ. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Dạ. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có thể có vấn đề nha. Rồi, mở rào. Nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào, cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ông nhà sản xuất quần nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ, không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Thời giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh, là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi ấy là người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất nó kiểu kiểu vậy á. Thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không sau giờ làm. Cái gì cũng được, mẹ gì cũng được đó. Thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm cái gì đó? Ngủ chơi, làm về mệt mới ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm cái gì? Soạn bài. Tự xử. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự là... Mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây, mình đi trên chương trình á, mình cũng lạc đường, mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sư phạm kỹ thuật thì ít khi vô đây á, giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Chuyện này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về khuê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về thôi mà. Nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Cho ta. Có gì cả không? Khó tưởng quá. Nè, để chị... Hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái đúng nghĩa là đoan trang, thùy mỹ, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc.
chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết biết cách để khám phá thế giới bên ngoài, cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em? Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử nhưng mà giả sử như hằng là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì nhắc em cũng lo, không lo được mà. Thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn, chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy tiếng Anh chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đủ gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á, em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ thử mở nhạc rumba cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Cho chịu thua chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia để lên đây. Rồi. Khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi đi, quay quay quay. Rồi, xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ chị MC đâu. Không phải sao. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút chút. Còn chút thấy sao? Thật sự là chút luôn. Chúc luôn. Có chúc chúc luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình với bạn cũng chưa có kinh nghiệm về tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Mà cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây, để em làm cho. Vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai.
Rồi em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở mấy lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À dạ, rồi vâng. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay, và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới mười nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá, nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê, thì bạn đó không đồng ý, yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em, mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này, em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi, thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học, mới lại môi trường nó tốt, thì em cho cháu trai nó về học. Học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở một mình với mẹ em. Trình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu ạ. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi, em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Dạ, anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Và rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Để không chào dạ. Anh xinh đẹp ạ. Dạ chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định tôi mới nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút.
không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Đúng rồi, keo. Đây, để em làm cho. Vâng. Em... Tôi cũng hói vậy. Nè, bây giờ anh cào cào đó. Xuống, đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói á, là rất là thông minh. Hói á, là thương vợ, thương con. Dạ. Hói á, là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai, không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em chỉ, em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm, chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào? Nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư, Nam Thư hả? Dạ. Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. À, như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí em đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ cái khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh ạ. Anh xin. Cảm ơn em. Bông hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng qua như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tim anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. À, anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. À, anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ. À, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được đến 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty.
Dạ. Đấy, anh điều hành, nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan điểm của em là em có về làm dâu được không, hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình, nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản. Tốt. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ, cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu, đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ, cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen nữa? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. À? Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều với nhau, một phải chia lần sẻ. Được. Không nhiều lần. Thôi. Trước khi bấm nút mà mình thấy tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tôi nói là cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tôi nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy, mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy, mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Dạ. Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm này anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. Hát hay quá à. Tôi em gái đi, em gái. Tôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Đấy, chơi đi em, không sao dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Em quên lời rồi, em xin hết ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Mày, tôi nói cậu biết nha. Wow. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ em cảm thấy rất là bồi hồi và rất xúc động ạ. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, hoặc là đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị